Bây giờ mời thí sinh đầu tiên. Trời trời. Con xin kính chào quý vị khán giả cùng ba giám khảo. Con tên là Vũ Xuân Tâm, con đến từ Chu Cha Lâm Đồng. Con xin phép mấy chú con được làm bà ngoại chú Trường Giang, chú Trương Thành và chú Tiến rồi. Trời ơi, mấy tuổi rồi con? À, con 6 tuổi. 6 tuổi rồi đó, là đi học lớp 1 rồi đó. Sao con có chút xíu vậy? Tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À, chút xíu tại vì ngày Tết là con 7 tuổi. À. Hôm qua con mấy tuổi? Dạ, nay con là 6 tuổi. À, hình như nãy giờ hai câu hỏi là trả lời không dính gì luôn á. Mà con có rung không? Dạ không. Ừ, đừng có rung nha. Tại chú Thành thấy con lấy cái tay con dò, chú Thành sợ con rung. Con đừng có rung nha, con ra là mọi người vui lắm rồi nha. Thoải mái lên nha. Mà ai xúi con đi thi vậy? Dạ con từ xúi con đi thi. Ai chở con tới đây? Ai đường đến đây? Dạ con đi bằng xe buýt. Một mình con đi luôn đó hả? Một mình con đi với ba mẹ con. À, một mình đi với ba mẹ con. Ok. Phải, nãy giờ con thi là con được lấy, nãy giờ cũng phải 40 triệu rồi đó. Rồi con xuống đây bằng ba mẹ đón xe đò đưa con xuống đây hả? Dạ không, con đi bằng xe buýt giường nằm. Cái gì? À, có giường nằm nữa hả? Dạ. Con có biết nhiêu tiền vé không? Dạ, đi lấy tiền ở xong rồi đi mua đồ xong rồi mới lên xe đi. Đúng rồi. Mà lên xe buýt đó là người ta cho mình ăn gì uống gì? Dạ mẹ đem sữa cho con với em ăn. À, xe buýt giường nằm luôn hả? Hả? Con có nằm hết cái giường không? Dạ mỗi người ta dịch à, con đặt ghế đằng trước mà nhiều người ngồi đằng trước hết rồi, còn mỗi hai chỗ à. Hai chỗ à? Ba người mà hai chỗ à? Con có bốn người. Ủa sao càng hỏi nó càng lòi người ra ba vậy? Mẹ với hai bạn nữa. Rồi ba mẹ không có chỗ ngồi, ba mẹ ngồi đâu? Dạ ba mẹ ngồi dưới kia. Ok. Cái cách bố trí con người nó lạ lắm. Ok. Nhiều đó thấy 2 triệu rồi nè. Rồi giờ con đứng vô giữa đi, con đứng vô giữa này cho đẹp nè. Đó, đúng rồi. Mà có coi hài không? Ở nhà có coi hài không? Dạ có. Tại sao mê hài? Tại vì mẹ giết con thì hài, ba thì duyệt. Mẹ viết tác bà. Giả kịch bản, ba là chỉ đạo nghệ thuật đó. Nhưng mà ý là chú Thành hỏi tại sao con mê diễn hài á? Tại vì con thích đi thách thức trên hài. À, thích trên hài nên mới đi làm diễn hài. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ mọi người đang rất là thích con rồi đó nha. Bây giờ con thoải mái con diễn cho chú Thành, chú Giang cười nha. Rồi, chuẩn bị nè, bắt đầu. 80 giây, bắt đầu. Ngoại chào ba giám khảo. Nhà tôi á, có bà đưa chào. Là mỗi lần ra đường bị người ta mắng vốn à. Mấy đứa đâu, ra biểu. Ở nhà không cho heo ăn. Để nó là ân sùm cái kìa. Cái nồi cho heo trên bếp đâu rồi. Sao trong đó lại có ba cái muỗng? Trường Giang đưa cái mặt đây. Ăn vụng mà không biết chùi mép. Ăn vụng biết chùi mép luôn. Thằng kia tự chùi đi. Hai thằng mày ăn xong rùa đi như ông nội người ta hả? Quyết chùi bò chưa? Thằng lực đâu? Trời ơi mày lên ăn không? Ngoài mày ngồi làm gì? Còn câu nữa đó. Mà hai người rồi thôi, còn thằng Luật nữa nghe mới thấy ghét. Sao nữa? Thôi lên bàn thờ ông ngoại mày ngồi làm cái gì? Đúng không? Lên bàn thờ ông ngoại ngồi luôn hả? Dạ. Hay quá. Bà ngoại mà có quyền chửi chứ mấy đứa cháu. Chửi hết nguyên gia đình đó, thằng Luật, thằng Thành, thằng Giang chửi hết. Ai phân cho con cái vai này vậy? Dạ, mẹ viết kịch bản con, rồi mẹ dạy cho con vậy. Cho chú Thành gửi lời hỏi thăm mẹ con. Ở nhà rồi con gần ba hay là gần mẹ nhiều hơn? Con gần mẹ nhiều hơn. Tại sao? Tại vì mẹ viết kịch bản. Mẹ viết kịch bản. Ba không viết kịch bản, ba chỉ là chỉ đạo nghệ thuật thôi.
ba Việt thôi phải không? Dạ. Ba là chỉ có Việt thôi phải không? Dạ. Rồi, ok. Nãy là vui rồi đó, kêu thằng Luật là thấy vô rồi đó. Đây giờ chú sao? Lên bàn thờ mà con có 2 triệu đó. Bây giờ con có muốn chơi nữa không? Dạ không, con xin phép được dừng lại. Rồi. Là con đủ tiền đi xe buýt giường nằm về với ba mẹ rồi hả? Sao vội vàng vậy? Tại vì cái kịch bản kia chưa có nghe rõ. Chưa có hay lắm hả? Ủa con tới đây con chuẩn bị bao nhiêu kịch bản? Con có 5 kịch bản. Chú giám đốc lấy ba 2 kịch bản. Hai con? Chú giám đốc mà áo vàng. Chú giám đốc sản xuất là không chọn mấy kịch bản kia. À, sao vậy? Nhưng mà con thấy kịch bản của con có hay không? Dạ, ba mẹ dạy kịch bản đó con thấy hay. Mà chú giám đốc thấy không hay? Chú đó con lấy 5 cái mà chú đó lấy có 3 cái à. Chú kỳ. Rồi thôi được rồi. Nói chung là tới đây là vui ha. Tự tin như vậy là chơi được một vòng là cũng giỏi rồi nha con nha. Dạ. Thôi bây giờ mình về mình học ha. Dạ. Học cho thiệt là giỏi nha con nha. Dạ. Chú dành tặng con 2 triệu nè. Đó. Khăn nữa, khăn nữa. Khăn ngoài nữa. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng nhẹ nhàng không ngừng cười. Làm cho tất cả danh hài. Dạ chào chú Vinh Thành, chào chú Trần Giang, dạ chào chú Ngô Kiến Huy. Con tên Võ Trần Đức, năm nay con 6 tuổi, con đến từ Buôn Ma Thuột. Ở nhà con tên Ngô nên mấy chú gọi con tên Ngô cho nó dễ thương. Con tên ở nhà là Ngô hả? Dạ. À, giống chú Huy rồi. Chú Huy tên là Bắp. Bắp và Ngô. Được cộng thêm một phút. Con đi với ai? Dạ con đi với mẹ. Ai là người chỉ con diễn? Con tự biết diễn hay là mẹ chỉ cho con diễn? Con coi trên mẹ. Con trai nha. Dạ. Ok, nói to lên nha. Rồi, sẵn sàng nha. Dạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Mày bị đuôi à? Sáng mày đi mày không bật con tắt con mắt hả? Con này nó ngu thật đấy. Mày có tin tao móc con mắt này tao bắn mày không? Mày bắn đi, mày bắn đi. Mày khỏi mà bắn đi. Tao thách mày đấy. Mày thách tao phải không? À, nó bắt nạt em kìa. Để đó cho anh, quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Ba ơi, luôn lúc thắng ba giờ. Chúc mừng con đã chiến thắng vang dội. Thắng một trận rồi đây, con thật là tài giỏi. Chiến Thành đã nở nụ cười ạ. Này là cái tuần nào? Ai biết thì không biết mới cười đó. Không biết nói gì đâu. Dễ thương, coi như là cười khuyến khích, cười động viên. Dễ thương. Yeah. Còn tuần nào nữa không? Dạ yeah, con. Bây giờ nếu con còn tuần nào nữa con diễn nữa, chú Thành cho con hội ý với mẹ con. Con ơi, bây giờ con có 2 triệu rồi, con muốn thi tiếp hay là con muốn ngừng lại? Thi tiếp. Dạ con thi tiếp. Rồi, con thi tiếp. Thời gian 60 giây cho con bắt đầu. Khoan. Khoan. Con xin chú Trần Thành, chú Trần Giang chứ. Dạ con, mấy hai chú chịu khó nghe con chửi một chút thôi nha. Chửi cho có duyên nha con. Là thi đúng không?
Dạ. Rồi, con có 60 giây. Thời gian bắt đầu. Làm gì ha? Ngày nào tụi bay cũng ra đây đá banh mà phá làng phá sớm, có biết ồn lắm hay không? Không có bán buôn được cái gì hết, như cái đám ồn tụi bay nha. Nguyên cái đám ồn. Dạ. Cái thằng này nha, mày bận áo, mày bận áo sọc đen, mày bận quần trắng, mày chơi viết cái đồng hồ ăn cô giáo bài không? Đeo dây chuyền thì chỉ đờ là gì? Là điên, mày điên hay sao mà ngày nào mày cũng ra đây đá banh phá làng phá sớm hả mày? Còn cái thằng này nha, cái người mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất, mày là ôm sổ cái số này, mày nghĩ sao mà mày nhỏ mà mày đeo hương gai hả mày? Mày là trái sầu riêng hả? Còn cái thằng, còn cái thằng này nha, cái mặt mày xấu nhất. Vừa rồi là cũng đóng vai một người lớn mà trong xóm có ba đứa con nít quậy quá con ra con la đúng không? Cái tuồng nó của tôi. Ủa vậy hả? Cái tuồng đá banh á, mấy đứa nít này coi đó, trời ơi trời, mắc cười muốn chết. Mà tại sao mà nó nói hai đứa tôi không có vui mà nó quay qua nó chửi cái thằng này cái tôi vui thì nó làm như nó. Kìa, hồi nãy có một cái pha mình chưa kịp coi, mẹ mới nói gì con hả? Mẹ đâu có nói. Không, mẹ mới nói. Mẹ ra giấu. Mẹ ra giấu gì? Mẹ làm sao? Nãy mẹ làm sao? Mẹ mới kêu gì hả? Nãy mẹ mới ra giấu sao mẹ làm sao? Cô hãy thành thật khai báo. Mẹ làm X-Men đúng không con? Mẹ làm X-Men đúng không? Đúng không? Ý mày nói con là gì con biết không? Con hiểu mày biểu gì? Mày biểu gì? Con ơi. Dạ. Chú không làm khó con nghe. Bây giờ con hỏi bây giờ chú nhẹ nhẹ bỏ nhỏ con nhẹ là con hiện tại cùng mẹ đang có giải thưởng là 10 triệu đồng. Đó, 10 triệu. Nếu mà con thi tiếp á thì con có thể lấy được giải thưởng là 20 triệu. Nhưng mà nếu mà con thất bại hai danh hài không cười thì con mất 10 triệu. Bây giờ con chỉ việc làm ám hiệu thôi là mình thi tiếp hay mình ít. Con thi tiếp. Con không đi tiếp. Con không thi tiếp. À. Như vậy thì chúc mừng con đã nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng. Xin mời hai danh hài ạ. Mặc đồ đẹp trai quá mà sao không đi tiếp. Chúc mừng con trai. Giải thưởng 10 triệu. Rồi. Mời con. Giờ chúng ta hãy đón chào thí sinh tiếp theo. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế tươi háo hồn. Làm cho tất cả danh hài để làm ngã nghiêng không ngừng cười. Chú Tiểu. Ây chà. Chú Tiểu. Con là chú Tiểu ở chùa đó hả? Hay là con mặc đồ của nhân vật thôi? À. Ngon, ngon. Con nhiêu tuổi rồi? Con 4 tuổi. Ai? Ai xúi con đi thi? Ai? Chị con xúi con đi thi. Ai thiệt? Con có sợ, con có run không? Con ơi. Không run. Con nhìn qua kia, cái cô áo cam kia là gì của con? Chị Uyên. Chị Uyên là gì của con? Chị... em. Vui à, này vui à, cái này vui nè. Cái tóc ai cắt cho con vậy? Chị con. Trời ơi, xong rồi. Chị con trong nhà bá đạo quá vậy. Con già lắm. Bốn tuổi mà như 40 á. Ai đưa mắt kiến con đeo ạ? Chị con. Trời ơi. Mời cái cơ. Cái bà mình... chị bắt khủng khiếp thiệt. Mọi cơ muôn là do chị con à. Con ơi, con chuẩn bị nha. Con có 60 giây đó, cố gắng hết sức nha. Và 60 giây cho con, bắt đầu. Hai bà tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bà tôi muốn tìm cái trí của con hồ ly tinh để đòi làng yêu. Bây giờ mấy bà cũng muốn tìm con hồ ly tinh để đòi làng yêu không? Muốn, mấy bà đã đặt đó. Chúc mừng cơ. Hai chương trình đã cười. Nè, biết sao cười không? Tại không biết nó nói cái gì. Con nói gì vậy? Con nói cái gì vậy? Con nằm
bạch tuyết. Con nói bạch tuyết cái gì mà con la quá trời đó. Bây giờ con muốn mấy bà của tìm con hồ ly tinh đi đòi là người yêu không? Muốn mấy bà này được không? Anh Thành được không? Kệ đó. Nè, con là một trong những diễn viên hài đầu tiên trên thế giới sáng lập ra một trường phái hài mới là không cần khán giả hiểu cái gì. Đây là một trường phái hài mới mà chú Thành phải học con. Chỉ cần như vậy thôi. Con ơi, con ơi, bây giờ là con đang chiến thắng vòng 1 rồi. Con có 2 triệu trong tay rồi đó. Là có 2 triệu chắc chắn rồi nha. Bây giờ con quyết định đi tiếp là con sẽ có 10 triệu. Nhưng mà nếu mà con thua á, là con mất trắng 2 triệu luôn á. Bây giờ con suy nghĩ đi, là con cầm 2 triệu đi về với chị con, hay con thi tiếp để lấy 10 triệu về cho chị con? Con đi tiếp. Thi tiếp. Rồi. Con là con tự thích thi tiếp hay là chị con xúi con thi tiếp? Chị con không xúi con. Đó, bây giờ là một mình một nữa nè. Về luôn. Bây giờ con có 60 giây nha. Chuẩn bị nè, 60 giây của con bắt đầu. Con có con gì nữa, ngủ hoài vậy coi. Nó chết rồi, quá ai chết vậy? Trời ơi, con sướng ngủ trong rừng. Bà công chúa ngủ trong rừng bây giờ tôi có biết tại sao bà ngủ ngoài bà không vậy? Nó chết. Trời ơi. Bây giờ chú Thành nuôi con làm con, chú Thành con có chịu không? Chú nuôi con thì con đủ. Nè, chắc bà chị xúi nói vậy phải không? Thiệt tình có không? Chị con có xúi con vậy không? Được quá. Đằng sau mọi chuyện đều có mặt bà chị. Bóng dáng một người phụ nữ quyền lực. Bây giờ là con đang có 10 triệu nha. Vòng tiếp theo á là con sẽ đạt được giải thưởng là 20 triệu. Con suy nghĩ kỹ nha. Nếu vòng sau mà con thua là con mất 10 triệu đó. Bây giờ là con quyết định đi. Kìa, bóng dáng người phụ nữ đã xuất hiện. Con đi tiếp. Con này, này nó thi theo phong trào. Ai kêu thi đã thi à. Và con có 60 giây thời gian bắt đầu. Ta nói lâu lâu con trai nó tặng cây bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ. Trời đất ơi nhìn hoành tráng lễ. Ta nói cái bánh kem này nó thơm lại là gì đâu á. Thử mấy con ạ. Yeah. Trời đất ơi cái đám con vịt nó la hoài. Tiếp con. Nó không chạy làm tôi muốn chết luôn với trời. Yeah. Tôi muốn ứa nhỏ con gái. Chờ cho nó đi nó kiếm nó còn có lá banh này kia. Cái con nằm dễ sợ như là nghe thì em tôi tới bữa tôi biết không kêu thiệt á. Chấp nhận chưa? Mình chấp nhận những người thôi. Cái đó gọi là cưỡng hôn đó biết không? Trời ơi, cái này chắc coi cái đĩa tôi nát luôn phải không? Phải không? Coi cái đĩa của chú Thành đúng không? Trời ơi, nó coi chắc cũng nát 4 cái đĩa rồi nó mới thuộc. Nó nói cái gì vậy tôi cười? Bây giờ tôi đâu có biết nó nói cái gì đâu. Cái trường phái hài mới chị. Nè, chỉ cần mới biết cầm cái bánh kem là diễn cái tuồng khó ở của tôi. Cái vai ông già tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, còn ngoài ra tôi không nghe nó nói một chữ gì hết nha. Đó rồi nè, đây là trường phái hài mới của thế giới hiện đại hiện nay, gọi là hài không cần hiểu, hài bất chấp vi diệu. Khang ơi, bây giờ con đã có
20 triệu đồng chắc chắn trong tay. Con có muốn cầm 20 triệu về không hay là thi tiếp vòng tiếp theo với trị giá giải thưởng là 40 triệu đồng? Bé An Khang với sự dễ thương và đáng yêu của mình đã liên tiếp 3 lần giành được nụ cười của cả hai giám khảo Trấn Thành và Việt Hương. Liệu bé còn đủ khả năng để đi tiếp? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Khang ơi, bây giờ con quyết định đi tiếp hay? Khang ơi, cố lên nha con, cố lên, 40 triệu, cố lên nha. Con có 60 giây, cố lên chọc cười hai cô chú phía trước nha. Và 60 giây, bắt đầu. Sẵn này đi thi cho anh em nhờ con nhỏ mất cấp. Em trang điểm cho chị thật là đẹp. Em thân từ người nào em trang điểm cho chị giống người đó nhớ chứ. Con bé nó hư vậy là em hứa. Em thân từ người nào, con bé nó hư vậy là em hứa. Nhóc là hãy thị tưởng tượng, nếu ném như cái hồ ngọc thà thì cái mặt của mình cũng xinh đáo để, hoặc là nó rất tốt thôn anh văn thì cái mặt của mình trời mà bước ra cái mặt đẹp là em thân từ ngay, em thân từ ngay nó trở lên tôi thân từ Trấn Thành ơi. Trời ơi, nè. Bây giờ tôi mới nói nữa nè, nó thuộc nữa cái YouTube đó, nó thuộc nữa cái YouTube có đó. Bây giờ tôi mới biết là cái gì. Chị có nhớ không, đây là tiết mục của một bạn đã từng lấy 40 triệu của chúng ta, đó là bạn Thiện Trung. Là cái vụ mà hỏi là mình make up. Nếu quý vị muốn biết cái này, mở lại thách thức danh hài mùa 1, thí sinh Thiện Trung lấy tụi tôi 40 triệu, sỉ nhục và Việt Hương không còn một cái gì hết. Là cái ông đó mà nó thuộc luôn, bái phục. Mà nó còn dị bản nữa đúng không? Sao con dễ thương quá vậy? À, cái này là con coi thuộc là có ai, ai mở cho con coi hay con thích ai là con bấm người đó. Chị con, chạy con. Đúng là một bốn hai bà chị nữa. Trời ơi, tôi thấy là bà này là coi như bà là bà chị quyết định cuộc đời của con nhỏ. Bữa nay con có vui không? Dạ vui. Hôn cô hơn cái được không? Còn tôi nữa chứ. Tôi thành cái luôn. Tôi nữa cái cho. Bố thí cho cái. Dễ thương quá. Bây giờ làm sao để mà chú có thể kết nghĩa cùng con đây? Hả, mình làm anh em kết nghĩa chứ. Dễ thương quá. Giờ sao suy nghĩ coi có nên kết nghĩa không? Trời, thở dài nữa không nào. Trấn Thành với con là hai chị em. Trời ơi, xuất sắc. Trời đất ơi. Thật là cái gì? Thật là cái gì? Thật là gia vị. Thật là vi diệu. Rồi, lần đầu tiên một cậu bé 4 tuổi đến với thách thức danh hài, lãnh 40 triệu ngang nhiên trước mặt hai danh hài. Chúc mừng con. Quá giỏi. Trở lại nha, gala chúng mình gặp lại ha. Ha, rồi. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chi. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Thí sinh kế tiếp Mai Thanh Hà. Làm cho tất cả danh hài. Chào chú Hồ Kỳ Huy, con chào. Nó biết tương lai sẽ ra làm sao. Con chào, con đón chào cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Hôm nay xinh quá. Mặt đầm đẹp. Ừ, cái váy ai mua thế? Bố con mang từ Hà Nội lên. Thương thế, xa thế nhở? Là cái váy nó đi máy bay đến đấy đúng không? Vâng ạ. Hà Nội là kế bên Hà Lan đúng không con? Dạ không.
Ủa chứ Hà Nội không phải kế bên đó hả? Thế Hà Nội nằm ở đâu nhỉ? Con không biết. Có thể nói là Hà Nội là ngay nhà con đấy. Nha. Dạ. Giới thiệu lại bằng giọng người miền Nam coi. Biết nói cho tiếng miền Nam không? Con có. Đấy thì nói đi. Rồi, 2, 3. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Ừ, nó giống nhau đó con. À. Con xin kính chào đó, con xin kính chào. Thôi bỏ đi. Rồi, giờ cho chú Thành hỏi là con suy nghĩ được kịch bản gì rồi? Con với mẹ con có tập kịch bản gì chưa? Dạ rồi. Rồi, thi nha. Dạ. Dạ. Rồi, vòng 1, 60 giây dành cho con. Bắt đầu. Gì trời? Ủa, Quý, sao ngoài đây? Sao khóc dữ vậy? Ba của em chơi quần là chị Kiếm, mà sao khóc? Em không dám gì gặp ba em đâu à. Thôi bình tĩnh nói chị nghe, chị về chị nói ba cho. Ba em quấn em hai trận lận á. Trời đất ơi, quấn là hai trận hả? Mà sao không anh chị không tán nhà thương mà sao quánh? Trận đầu á, em đưa sổ liên lạc cho ba xem kết quả của năm. Toàn là điểm số của ba. À, học được yếu nè, mê gái nè, trốn học. Hiểu rồi. Qua vòng 1. Ba đánh là tại vì toàn điểm số của ba. Học được yếu mê gái. Mà sao diễn nói tiếng miền Nam mà nói chuyện bình thường là không nói tiếng miền Nam được ha. Công nhận luôn. Ghê thiệt. Học lực giống ba chơi với ba quánh vậy trời. Dễ thương. Cái này ai dạy? Ai dạy con à? Con xin Doraemon nhiều quá con nhiễm. Ôi dễ thương, xe Doraemon nhiều quá nhiễm. Ủa trong Doraemon có học lực yếu mê gái nữa. Hay à. Rồi tiếp, vòng 2 con giỏi rồi đó. Rồi con sẵn sàng vào vòng 2 nha. Dạ. Triệu like rồi đó nha, triệu like rồi đó. Vòng 2, 60 giây, bắt đầu. Chỗ dễ thương quá à, đáng yêu quá à. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Ê, cao con chó của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 ngàn. Sao quá quá vợ. Tao thích tiền, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày không chơi không, chơi thôi. Chúc mừng con qua được vòng 2. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Triệu like. Rồi, cưng muốn xỉu. Con, dạ? con có kịch nào mà nói giọng miền Bắc luôn không? Hay là vô đóng kịch là phải nói giọng miền Nam? Em không. Là đóng kịch là con toàn nói giọng miền Nam thôi hả? Ai biểu con làm điều đó? Không ai biểu. Con thích thế. Nó thích, nó coi nhiều nó thích. À, nó coi nhiều rồi, quen. Rồi, tiếp đi con, vui quá rồi đó, dễ thương quá, đang vui quá rồi. Rồi con ơi, sẵn sàng vòng 3 nha. Vòng 3 rồi đó. Có, bây giờ con liên tiếp kể con chó, con còn diễn một đoạn nữa. Ừ, nếu mà diễn xong mà vẫn không hiệu quả thì con đẩy luôn cái vòng 3 lên con nhá. Dạ. Vâng. Rồi. Mời con. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Cô cho con mấy đồng đi cô. Sáng giờ không có gì cho bụng con đói quá à. Đi chỗ khác. Ê, kêu con chó của tao bằng 3, 10 lần tao cho mày 100 ngàn. Sao quá quá vợ. Tao thích tiền, giờ tao có tiền tao cho. Chơi không, mày muốn chơi không? Dạ hư ba. Dạ con chào ba. Con cảm ơn ba, trời con lại ba. Nhờ có ba mà chiều nay con no. Dạ con cảm ơn ba nhiều lắm. Dạ hư ba, con lại ba luôn đó ba. Nè 100 ngàn đi con. Con chào mẹ con đi. Chúc mừng con qua được vòng 3. Thông minh đúng không? Kêu con chó bằng ba là kêu con nhỏ đó bằng mẹ. Chửi thân quý. Chửi đó. Ờ, là con nhỏ lấy con chó luôn. Đúng không? Thông minh, ý hài thông minh. Mẹ con công nhận đầu óc được. Chắc nhiều khi bà đánh ghen quen. Có kinh nghiệm. Thông minh. Hai mẹ con dắt díu nhau, người chỉ đạo, người diễn xuất. Thông minh quá. Triệu like, giữ chứ.
giữ đi còn trồng răng cho nhỏ nữa. Con biết sao, con rất là lanh, con rất là dễ thương, con vào vai là con vô tâm trạng liền, nhưng mà con không có bị ranh, con vẫn rất là ngây thơ, con hồn nhiên, đó là cái điều mà chú Thành quý con nhất. Ừ, nói gì thôi chứ nó không hiểu đâu. Con hiểu là nói gì không? Không. Vậy chú nói dễ hiểu nè, con muốn thi tiếp hay không? Con thi tiếp. Đó, con hiểu rồi đó. Con có chuẩn bị gì không? Có. Rồi, mời con chuẩn bị. Con, chú hiểu rồi, chỉ có chú nói chuyện con mới hiểu thôi. Rồi bây giờ là con sẽ đứng đây chờ chú Huy bấm chuông là thi tiếp đúng không? Dạ. Đó. Dạ, hay quá. Vòng 4, 60 giây, bắt đầu. Alo, chị taxi đó hả? Chị taxi. Dạ, chị cho em một chiếc taxi 47 chỗ đó chị. Trời ơi, cưng. Chúc mừng con qua vòng 4. Bà gọi xe buýt đó bà. Trời ơi, cưng quá. Con gái ơi, bây giờ nè, hồi nãy cái này là vui rồi, nhưng mà nếu hồi nãy mà con nói vậy là sẽ vui hơn nè. Ví dụ hả? Hay ví dụ, là, hay ví dụ cho thi lại. Ví dụ thôi, ví dụ, ví dụ thôi. Bây giờ thử nói lại vậy nè nha. Alo chị taxi, chị taxi, cho em một chiếc taxi đi. Hả? 4 chỗ hay 7 chỗ hả chị? Cho em một chiếc 47 chỗ đi chị. Nha, con nói lại vậy nha. Rồi, diễn nha. 2 3. Alo chị taxi đó hả chị? Chiếc taxi 48 chỗ đó chị. Bà ở đâu mà chế ra? Chúc mừng con. Cảm ơn con đã có tinh thần giải lao cho các chú rất tốt. Tiếp. Con ơi. Dạ. Con vượt qua được vòng 4 rồi. Nếu con chiến thắng luôn vòng 5, con nhận được giải thưởng 150 triệu. Rồi con, quẹo phải vô nói chuyện với mẹ. Rồi, mời con. Biết chắc luôn chứ là gì có chuyện. Hồi ý. Chú hồi nãy nói được cái đó dễ thương hơn. Rồi, con. Dạ. Nói đơn giản hen. Con, sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Rồi, bây giờ mình thi nha. Vâng ạ. Rồi, vòng 5, vòng cuối cùng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chị ơi, chị cho em 47 chỗ nha chị. Sao chị? Em đi mấy người ho chị? Nhầm mình em đi đó chị. Đi em chút lẹo. Quên đó chị, gấp quá quên. Sao chị? Em ở đâu ho chị? Chị định vị dùng chỗ em đứng đi chị. Sao chị? Chị định vị không được ho chị. Hay để em định luôn cho chị nha. Chị đi cuối đường, chị gặp một cái đường cuối. Chị đi cuối cái đường cuối là chị tới cuối đường. Chị tới cuối đường là em đứng ngay đường cuối là chị tới đường. Dạ, chị còn 5 phút cuối để tới cuối đường. Hết thời gian rồi con, hết quá. Danh Hảo Trứng Hành mém một tí xíu nữa là cười. Mém chút xíu. Mém chút xíu. Chút xíu xíu nữa thôi là cười. Tại vì vậy nè con, cái này mấy chú biết rồi. Cái câu chuyện mà đường cuối cuối đường, cuối đường, đường cuối 5 phút cuối. Hồi nãy mà con nói là chị còn 5 phút cuối chứ em còn có 3 giây à. Còn hoặc là nó là chị đến tới cuối đường, chị sẽ gặp một cái đường cuối. Chạy luôn cái đường cuối, chưa tới cuối đường đâu, vẫn còn một cái cuối đường. Chạy tới cuối đường mới gặp cái đường cuối. Chạy tới đó, nhưng mà chạy lẹ nha chị, em đang bị tiểu đường. Em đang còn vô bệnh viện, em đang chút người. Thí dụ vậy nó phải bất ngờ. Tại vì nãy là không trách được, tại vì đúng rồi, một cái thời gian ngắn mà phải ép vô trong đầu mấy cái kịch bản như thế. Chú Thành nãy giờ cười chiều mến thương yêu, phải không? Nhưng tới vòng mà 150 triệu chú Thành phải cười đúng cái đô, phải không? Nhưng mà nó chưa đúng, uổng. Trời ơi, xém cười, thiệt. Giờ hát bài nghe tặng với khán giả được không?
Được không? Có biết hát không? Con hát không hay. Hát không hay. Rồi bây giờ chú hỏi lại, nhà con ở đâu? Nhà con Hà Nội. Ừ. Rồi con ơi, phần thưởng dành cho con ở vòng gala là giải thưởng 5 triệu đồng. Ok. Giỏi quá, ngoan quá. 5 triệu luôn đó nha. Cầm đi. Bắt tay nha. Mời thí sinh tiếp theo. Vâng, tôi xin kính chào hai vị ban giám khảo và chú Tiến Luật. Các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào con. Con tên là? Dạ, con tên là Nguyễn Minh Chiến. Năm nay con 10 tuổi, con học lớp 5. Tại sao con dám đến thi chương trình này? Dạ, con nghĩ là mình sẽ đến chương trình này để thử coi mình có một chút gì đến hài không ạ. Rồi, con mê hài từ khi nào? Dạ, con mê hài từ khi coi được những MV hài của chú Trấn Thành và chú Trần Giang ạ. Con đi diễn rồi đúng không? Dạ. Con đi diễn nhiều nhất là với ai? Dạ, con đi diễn là con thường thường là con đi hát một mình. Hát ca nhạc á hả? Dạ. Rồi, thi nha. Dạ. Rồi, cậu bé mê hài đi hát. 60 giây bắt đầu. Chưa bắt đầu đâu. Rồi, làm lại, từ từ. Ai cũng có lúc sai. Hai chú và chú Tiến Luật có thể cho con làm vai ông nội của ba chú được không ạ? Được, con đóng vai thì được hết. Con muốn làm ông gì cũng được chứ đừng nói ông nội. Được chưa con? Dạ rồi. Rồi, mời ông nội. 60 giây bắt đầu. Trời ơi, ban cho tôi làm chi ba thằng cháu lựu đạt. Nhất là mày đó Thanh. Tối ngày leo lỏng ăn chơi, suối xăm trên, chọt xăm dưới, cho xăm giữa đánh lộn hoài. Trời ơi, yêu chi mà yêu chi lắm vậy. Yêu nhỏ xóm trên, chọc nghẹo nhỏ xóm dưới, làm cho nhỏ xóm giữa có chữa nữa chứ. Rồi con anh, con có rồi. Dạ con nè ông nội. Ủa? Dạ. Sao mày leo lên bàn thờ ông nội mày ngồi luôn vậy? Ủa? Ông nội nói vậy là sao con không hiểu ông nội? Bữa tao chết tao ngồi đâu? Con vừa mới có 2 triệu đó Chiến. Dạ. Chú được 500 nha con. Dạ. Dễ thương. Ý hài khá là đáng yêu. Và cái phần diễn của con thì con cũng nhập vai nên người ta xem nó không có phản cảm, nó do con nhập vai. Dạ. Rồi, mà con lễ phép con xin trước ba chú là cho con làm cái điều đó, thấy không? Người ta đồng ý được con mới rầy. Bác có đi hả? Hả? Bác có đi hả? À, sao? Con nói ba chú cho con làm điều đó. Ai nói gì mà vui dữ vậy trời. Nữa không? Dạ nữa. Vô, giờ tới làm ông gì nè? Dạ con tới làm cháu của chú Tiến Luật. Làm cháu đâu cần sinh đâu. Không sinh cháu đâu. Cháu mà đâu sinh được. Mà dập cho đàng hoàng nha. Dạ. Đừng có hỗn nha, dập dạ. Cho đẹp à. Rồi ok. Nãy là tôi có 500 rồi đó nha. Cú này 10 triệu là phải khác nữa đó. Sớm giờ bị chửi như thú mà chưa có tiền nha. Rồi, điềm báo trước. Hai thằng sớm muộn gì cũng đi ăn mày. Ừ, các thằng ở trên ổn á. Thôi chứ con. Dạ chơi. Rồi, 60 giây bắt đầu. Bà con của bác đi qua đi lại cho con vài đồng về chồng tóc cho ông nội con. Ông nội con đã bị triệu chứng rụng tóc còn nằm trong bụng mẹ. Dạ, mà con bác đi qua đi lại cho con vài đồng về chồng tóc cho ông nội con. Hoặc là cho con bộ tóc giả để gắn vô cho ông nội con. Chứ ông nội con rất là muốn được thực hiện diễn viên. Nhưng mà ông nội con bị hối nên không có diễn được. Dạ, cô chú đi qua đi lại nhớ cho con bộ tóc giả hoặc là tiền. Rồi, con ơi. Mẹ ơi, xin lỗi mẹ.
Hay quá con ơi, 2 triệu chú có 500 nhưng mà 10 triệu mẹ con tới 8 triệu lận. Hay quá, Thanh Xuân. Con ơi, phải vậy chứ, đúng là cái người lên sân khấu rồi có khác. Cái bản lĩnh của con á, con đủ bình tĩnh để khi mà chuyện nó xảy ra không đúng như mình mong muốn á, con binh cái đường khác liền, con không có sợ ai hết. Dạ. Cái đó là cái điều tự tin mà chú Thành thấy là con quá giỏi, con không có sợ gì hết. Dạ con cảm ơn chú ạ. Bây giờ vậy nè, có một cái bản tiếp theo nó dễ vui giống như hồi nãy giờ không? Dạ không, con xin dừng lại. Ồ, thấy chưa, biết người biết ta. Mẹ ơi, mẹ dạy cái chi mà nó đi có 2 vòng dây. Mẹ chỉ cho con làm này phải không? Dạ không, con tự nghĩ. Wow. Bây giờ vậy nè, bây giờ trước khi, tức là bây giờ con muốn dừng lại rồi là 10 triệu đã là của con. Bây giờ ca câu cải lương tặng mọi người được không? Đúng rồi. Dạ. Dạ con xin tặng hai vị giám khảo, tất cả các vị khán giả và chú Tiến Luật một bài hát được mang tên Thương Quá Việt Nam ạ. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Bé thông minh, kêu hát cải lương, hát ca nhạc. Kêu lên câu giọng cổ đi, hát ca nhạc. Dạ, câu giọng cổ đi, lên câu đi. Giọng cổ đi, 10 triệu rồi. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Qua dây khác vậy? Sao đang hát dây này, lòn qua dây khác vậy? Dạ, tại vì cái này là con hát dây kiểu người lớn được. Dễ hả? Rồi để thử lại lần nữa nè, 2, 3 tập trung vô. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây quá lời ru em ạ, mẹ đã theo chân con trên dạng nẻo sông hồ. Được, vừa lễ phép, nói chuyện rõ ràng, hát nhạc là hát nhạc quê hương, không hát nhạc bậy bạ cũng nít là chú ok rồi. 10 triệu là xứng đáng. Dạ, cảm ơn hai vị giám khảo và các cô chú đã có mặt tại trường quay ạ. Rất là lễ phép. Tại vì thường những cái bạn mà đi diễn sớm giống như con á, mấy bạn hay bị lanh trước tuổi, các bạn sẽ không có lễ phép nữa. Chú Thành thấy con hôm nay con dạ thưa không? Trong mỗi một lời nói của con đó là một điều rất là đáng khích lệ nha. Này trả con 2 cái lo luôn này con. Dạ. Chú thì cũng không có gì nhiều. Rồi, gửi cho con. Dạ, con cảm ơn chú. Con xin kính chào ban giám khảo. Con xin kính chào chú Hồ Kiến Huy. Con xin kính chào ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thanh Hà, năm nay con 6 tuổi, con đến từ thủ đô Hà Nội. Ai là người giúp con đi thi? Mẹ con. Mẹ con. Đây là con muốn đi thi hay là mẹ giục đi thi? Con muốn đi thi. Ừ. Thế con có xem hài không? Con có. Con thường xem hài ở đâu? Con thường xem hài ở Thách Thức Danh Hài. À, Thách Thức Danh Hài. À thế à? Rồi đây con diễn một mình hay diễn với ai? Con diễn một mình. Một mình luôn hả? Tự tin làm cho hai chú cười không? Ồ, nhưng mà quan trọng này là bình thường là con uống nước ấy nó có chảy ra không? Không. Thôi kèn thì không được. răng của con nó làm sao thế?
Là con bị gãy hai cái răng. Vì sao con ăn ăn kẹo nhiều à? Không, con bị ngáo cái thành cửa. Ăn ngáo vào thành cửa. Thức ăn chơi kiểu gì mà ngáo vào đấy đấy? Hả? Con đi đâu mà con ngáo vào đấy? Con đi con bị vấp vào đấy. À, thế thương nhỉ. Rồi bây giờ mình thi nhá. Vâng ạ. Vâng, vỗ tay cho vợ này. Con ơi. Dạ. Tỉnh chưa? Rồi ạ. À, bây giờ quay con mới thấy nè. Tiền đạo đi vắng. Rồi, 60 giây bắt đầu. Alo, chị tổng đài đó hả? Chị tổng đài. Dạ, chị tổng đài ơi, cho em hỏi sao lúc nãy chị taxi chị giận em vậy chị? Ủa chị không biết hả? Ủa sao nói tổng đài cái gì cũng biết mà chị? Chị là tổng đài, chị cũng là tổng đài taxi. Hai chị em với nhau mà. Sao hai chị lừa gạt em? Em lại tổn thương nữa rồi. Trời ơi, bà nhỏ. Ai chịu? Nói được tiếng miền Nam luôn ghê. Trời ơi, ghê. Ai vậy? Ai chỉ với bà nói cái câu này vậy? Ai chỉ con nói? Con xem hài của cô Việt Hương. Trời ơi, thấy thương quá à. Hai chị là tổn thương con trời. Dễ thương quá à. Con có coi hài chị taxi của cô Việt Hương hả? Đâu con nói là chị taxi, nói thử coi nói được không? Chị taxi hả? Chị taxi. Ờ, taxi, cái ti nó hơi nó ra nhiều tại nó không có gì nó cản gió lại. Ti, ừ. Con đi cái ti, ừ. Nó có một lượng nước đáng kể. Được, không sao con. Dễ thương, con được 2 triệu rồi đó. Dạ. Con đã được 2 triệu rồi. Vòng sau sẽ là 10 triệu. Con có nên hỏi ý với ba mẹ là chơi tiếp hay ngừng lại không con? Con chơi tiếp. Chơi dạ. Tiếp. Quá dữ. Dữ. Con đã sẵn sàng hay chưa? Rồi ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Chà dữ ha. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh. Có nghĩa là ba của ba là một người rất là tài ba. Bởi vì ông buôn ba trong ban nhiều sóng gió phong ba, giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba nước Hàn thứ ba trong vòng. Trời ơi. Con ơi, 10 triệu thuộc về con. Thuộc cái tuồng của tôi luôn kìa. Một cái điều mà chú Thành nói con nghe nha, không phải ai mà người lớn cũng có thể làm được luôn, chứ đừng nói tới con là con nít. Bây giờ con làm cho mọi người thuyết phục con, nói chậm lại một lần nữa coi nó đúng không nha. Nó thử nè, 2, 3 thử coi nè. Anh có biết cái người anh phải hỏi là ai không? Là ông cố nội vợ anh, có nghĩa là ba của ba. Ba của ba là một người rất là tài ba. Bởi vì ông buôn ba trong ban nhiều sóng gió phong ba, giống nuôi ba của ba. Và rồi vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba số ba cho quán ba. Rồi mai nghỉ diễn luôn, bỏ luôn tuồng khỏi diễn chứ làm gì nữa, giờ nó thuộc từng chữ khủng khiếp thiệt. Mấy bạn nghe kịp không? Khủng ha, này là bên fan club nó coi hoài nó thuộc. Mấy bạn nghe kịp không? Kịp luôn, ghê thiệt, quá ghê. Tại vì nói á các bạn phải có nghĩa. Trấn Thành hay cái hài của Thành hay có vụ mà chơi chữ, nói một câu dài như vậy mà không có nghĩa, người ta coi người ta bực mình lắm. Đó là cố tình mình nói phải có nghĩa mà cháu nó thuộc con thuộc hay là con hiểu nó mà con nói thuộc thôi chứ 6 tuổi sao hiểu được, nhiều khi nó hiểu sao. Anh thuộc. Thuộc á hả? Trời ơi, con thuộc được cái đó là vi diệu đấy. Thuộc mà nói nhanh mà không dấp là với một đứa trẻ 6 tuổi là rất giỏi rồi, khủng khiếp luôn á. Tại vì cái điều đó nó rất là phức tạp để hiểu. Tại vì tôi nói là ví dụ như là đây là ông cố nội của con. Ông cố nội của con là ai? Là ba của ba của ba.
Ba của ba của ba là một người rất là tài ba. Bởi vì nó buồn ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp ba ba cho quán ba. Mà nó nói không sai một chữ. Khủng khiếp thật. Ở nhà chắc nát cái iPad rồi phải không con? Không. Hay quá, con làm chú nể quá, thật sự là quá nể. Khủng khiếp đấy. Rồi, con triệu like 10 triệu rồi. Vòng tiếp theo của con sẽ là 20 triệu. Nhưng nếu con thất bại sẽ mất 10 triệu hiện tại. Con quyết định đi tiếp hay là ngừng lại? Con được quyền hỏi ý với lại người thân của mình. Tự tin, ở nhà đã chuẩn bị 4-5 cái sẵn rồi. Ghê quá. Tiếp con, vô. Sẵn sàng chưa con? Vâng ạ. Và 60 giây của con bắt đầu. Trời ơi, tại sao? Tại sao vậy? Người ta là em bé, tôi cũng là em bé. Người ta đi thi thách thức danh hài, tôi cũng đi thi thách thức danh hài. Chẳng qua mà họ đẹp, họ sang, họ sạch sẽ, vi diệu. Còn mặt tôi chỉ vì mất hai cái răng cửa nên cái mặt nó mới ngu như vậy. Nhưng mặt ngu đâu có tội đâu chứ. Sống ở trên đời phải có sự công bằng chứ. Chẳng lẽ nhìn mặt mà đánh giá người ta sao chứ? Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không tin, thử hỏi hai chú mà xem. Đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ, đó. Có khi nào con hỏi tới sáng mai không? Hả? Có đó, làm vậy nào hết giờ. Đúng không thôi. Chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Vậy làm tới. Ừ. Nó làm mình mọi chuyện. Ừ. Hồi nãy chú hỏi nè, nếu mà sau cái vụ mà đúng không chú mà chú thành không cười thì con có hỏi khán giả không? Nó bây giờ làm hết cho coi nè. Nếu mà đúng chú, ừ, nếu chú thành không cười sao nữa? 2 3 tiếp. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Có hai chú làm chứng cho con rồi, đúng không chú? Nó cười luôn này, đúng không chú? Nó rồi. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đáp thảo rồi mà, đúng không chú? Ừ, đúng không chú? Ừ. Thấy chưa? Mà nó làm như vậy mà không cười là không biết sao luôn á. Quá giỏi, thông minh. Tuyệt vời. Ai chỉ cho con hay là con tự nghĩ ra? Mẹ chỉ. Đó. Bây giờ cho tôi coi cái dung nhan của con người mà bá đạo. Nhiều khi lát vòng 3 chơi lên vòng 4. Đứng dậy vậy, đứng dậy cho khán giả thấy mà. Mẹ con là một người rất là thông minh. Phải nói là như vậy. Và con là một thiên tài luôn. Chị chỉ cho cháu diễn hài về, chị có chỉ cho cháu học không? Cháu thì từ bé nói chung là rất là thích xem hài mà có khả năng diễn bắt chước. Chị phát hiện em nó từ mấy tuổi nó có cái khả năng đó? Cái năm 2012 đó là cháu được 2 tuổi là có xem Chiếc Gương Của Trời của chú Xuân Hinh là cháu có thể diễn lại được ngay cái thời điểm đấy. Cảm ơn chị. Chị có muốn cháu nó theo công việc này không? Nói chung là gia đình thì cũng muốn cho con vì nó cũng là một cái đam mê của cháu. Quay trở lại với vòng thi. Con ơi, đã có 20 triệu rồi đó. Bây giờ mình thi tiếp nè hay là mình ngừng lại nè? Con ơi, con thi vòng 4 không? Phải không? Vui không? Chắc chắn vui không? Đi tiếp. Vui hả? Mà vòng 4 này là con bắt chước ai? Con bắt chước chủ trường Giang. Bắt chước tôi hả? Rồi, chơi nha. Phải giống nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị. Sẵn sàng đi con. 60 giây bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với lớp học người mẫu. Người mẫu là cái dáng nó phải chuẩn. Thí dụ, người mẫu mình đứng là mình phải đứng thẳng, mắt luôn nhìn về phía trước, đi là đi một đường thẳng thôi, catwalk. Người mẫu đi là cứ hiên ngang mà đi, ở dưới có gì kệ nó, mình không bận tâm. Mình cứ hiên ngang mình trình diễn, ở dưới có gì vượt qua hết, vượt chứng đại vật, chương trình vượt chứng đại vật.
quan trọng là hai cái chân phải chéo qua, chéo lại cho nó ra dáng người mẫu. Vì người mẫu là không bao giờ đi thẳng hết, đi giống như bị xỉn ấy. Nó đi hình như bị con kiến cắn đâu đây. Nó đi như vậy, 3 tháng sau rổ ra, trời ơi, hai bên khô bò không. Đẹp ơi đẹp. Quá duyên dáng. Con ơi, triệu like. Xuất sắc. Quá dữ. Bây giờ hỏi thiệt nè, hai bên khô bò không là gì? Con không biết. Con ơi, cái bàn tay ma thuật sau lưng con khủng khiếp vậy. Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Mẹ. Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Mẹ khủng khiếp. Con là một cái tài năng hiếm có. Và Chú Thành rất là thú vị với con. Thật sự là rất là thú vị. Bây giờ con được 40 triệu rồi đó. Con sẽ có mặt trong đêm gala ha. Dạ. Mà con muốn đi thi tiếp hay không? Con xin dừng lại tại đây. Dừng lại. Và chúc mừng con đã có giải thưởng là 40 triệu. Xin mời hai danh hài lên trao giải thưởng cho bé. Đây. Đã chưa? Mắt đẹp quá. Cưng quá. Trời ơi. Bây giờ hỏi nè. Dạ con tôi mà nhà vậy chắc bưng bỏ tụi kiếm đồng. Nghe lại luôn. Này người Việt Nam con bà chú Hàn Quốc rồi. Con bây giờ vậy nè, 40 triệu này về cho mẹ bao nhiêu, cho ba bao nhiêu? Con không, con chưa biết. À đang tính toán hả? Đang tính. Không trả tiền đạo diễn cháu, cho mẹ cháu hả? Cháu nó đang nghĩ là sao, có trả tiền đạo diễn cho mẹ không? Hay sao con? Con cho ba mẹ. Con cho ba mẹ chứ đúng không? Cho ba mẹ mua quần áo cho con rồi đi đóng tiền internet chứ, coi quá. Đúng không con? Rồi. Rồi, cảm ơn con nha. Chà, ngay làm tóc Hàn Quốc rồi ha. Hay đó, đẹp trai đó. Thấy thanh xuân rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Thích thương con quá. Tại vì á, con rất là lanh lợi. Nhưng mà con không có lanh chanh. Con không có hỗn. Thích không? Thích. Đem về núi. Định á. Định luôn hả? À. Nói giỡn chứ con hôm nay ráng nha. Dạ. Chú Thành và chú Giang rất là thiện cảm với con. Cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Bữa nay mình chuẩn bị gì rồi? Dạ, để em lấy đậu củ. Ok. Dạ, chú Giang ơi. Chú Giang có thể lên đây làm con của con được không? Được. Số tôi sinh ra để cho các người sử dụng mà. Rồi, và bây giờ là vòng thi của Minh Chiến. Dạ. Với bạn diễn là Trường Giang. Dạ, chú khoanh tay lại giùm con. Dạ, xây. Rồi, 60 giây bắt đầu. Rồi, thấy bà nữa. Dạ. Rồi. Tại sao ba đi từ quê lên đây mà con không ra bến xe đón ba? Cây thứ nhất. Cây thứ hai. Tại sao á, mở quán cơm mà không đặt là cơm Minh Chiến mà đặt cơm người khó là sao? Tiền của con mà ba. Trời ơi. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 10 ngàn, 15 ngàn một tô mì bán mà con bán tới 40-50 ngàn một tô? Rồi ăn trên đầu trên cổ người ta hả? Quân đã chiến thắng vang dội. Không sao con, không sao. Không sao hết, đó là sự thật. Nhân vật của con là cha mà. Nhân vật của con đóng vai ba mà không sao hết. Con mặt có thể quýnh mạnh hơn nữa cũng được. Mặt bằng tới 3.500 đô tháng lận cha ơi. Được không? Dạ nữa. Dạ, đứng nữa không? Dạ, dạ để con lấy cái tiết mục mới. Mà chú có đứng này nữa không? Dạ thôi. Đúng rồi, phải đổi người chứ. Là cây tiếng lược chứ, người ta bán bò Mỹ, bò Úc, mày bán bò điên. Chiến ơi, kỳ này con mời chú Thành lên, con lấy cây súng nha cho Chiến. Dạ, con mời chú Giang lên lại. Số trời, thằng nào có quán thằng đó bị ăn đòn. Dòng ba là tiếng lược.
Bởi vì nghệ sĩ ta làm một nghề thôi, mở quán chi cho nó đập. 60 giây bắt đầu. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 15 ngàn một tô mì quảng mà con bán tới 40-50 ngàn một tô mì quảng? Rồi trên đầu trên cổ người ta hả? Cây thứ tư. Cây này thì qua quên rồi. À, phải nhớ lại rồi. Cây thứ năm. Tại sao mà ba từ dưới quê lên mà không ra bóng bến xe đón ba? Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm? Ủa, con mấy tuổi rồi? Dạ 10. À, cái phần đếm là mình chưa học hả? Sao thi thứ tư rồi thứ năm rồi quay là thứ hai là sao? Vậy cho nó mắc cười vô. Dạ, tụi đứa này nữa hay về dưới? Dạ, chứ về dưới rồi chứ, chứ một sao đấy. Bắt bài là không vui nữa. À, chưa. Tôi bắt bài rồi, để biết tôi đừng nói ra ha, tội nhỏ quá. Bây giờ con kêu chú Luật xuống đi. Dạ con... không, chú Luật hôm bữa con chọt rồi, giờ con không chọt nữa. Đâu kia con chọt đâu, con đập. Con nói là tại sao người ta bán bò Mỹ, còn chú Luật bán bò điên. Đúng không? Phải dập luôn chứ giờ sao, giờ con làm gì nữa không? 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tôi đạp sân hạp về đây, thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai? Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi. Một MC vô cùng tàn bạo. Ngươi đã giết người trong vòng 60 giây. Được, vui, dẻo. Con rất là thông minh và tinh ranh. Những cái điều con làm nó vừa đủ, rất là dễ thương nha. Dạ. Giữ cái phong cách này tiếp tục. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con xin làm tiếp cái phần thi hồi nãy. Bắt đầu. 60 giây bắt đầu. Từ biển hải xa xôi tôi đạp sân hạp về đây, thì cha mẹ ta đã không còn nữa. Cha mẹ hãy nhận một lại của đứa con bất hiếu này. Ai? Ai đã giết cha mẹ ta? Chính là ngươi. Một MC vô cùng tàn bạo. Hôm nay tại nơi đây, ngươi đừng hòng bấm 60 giây. Cha mẹ ơi, tha thứ lỗi cho con vì quá bất tài. Không thể hạ mối hận này cho ba mẹ. Con cũng đã chết dưới tay ông Luật 60 giây này rồi. Còn 19 giây. Gì vậy con? Dạ, Sen thích bò của chú à. Sen quán thích bò. Giảm 50% tất cả đồ dùng. Rồi, hết giờ. Ý cha. Uổng quá. Chưa có đủ đậm đà. Ha. Rất là cảm ơn con đến với cuộc thi năm nay. Con rất là dễ thương. Và con cả luôn luôn phải trong sáng như vậy con nhá. Dạ. Rồi, làm gì làm, yêu nghệ thuật cỡ nào cũng vậy. Học hành cho giỏi trước rồi tính sau con nha. Dạ, cảm ơn hai chú. Chúc con học giỏi. Xin chào.